Kính thưa quý vị và các đồng chí, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Họ và tên Nguyễn Nhân Phi sinh năm 1984, quê quán Châu Đốc, An Giang, nơi cư trú số 443, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, can tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Huệ ra quyết định truy nã đặc biệt đối với họ và tên Trương Giang Mãi, sinh năm 2000, quê quán Đức Quệ, Long An, nơi cư trú ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Quệ, tỉnh Long An, can tội mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cần Đức ra quyết định truy nã nguy hiểm đối với họ và tên Lê Văn Tây, sinh năm 1990, quê quán Thoại Sơn, An Giang, nơi cư trú ấp Tân Dọng, Dọng Thê, Thoại Sơn, An Giang, can tội trộm cắp tài sản. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quyền Cần Duộc ra quyết định truy nã nguy hiểm đối giới họ và tên Đỗ Ngọc Lượng, sinh năm 1975, quê quán xã Phước Lại, quyền Cần Duộc, tỉnh Long An, nơi cư trú ấp lũy xã Phước Lại, quyền Cần Duộc, tỉnh Long An, can tội, đánh bạc. Mọi thông tin về đối tượng truy nã trên, quý vị và các đồng chí thông tin về văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An, số điện thoại 02723 989 hoặc Cơ quan Công an gần nhất.